Xin chào cả lớp. Mình xin trình bày công 1 là so sánh công nghệ ETH và BTC. BTC và ETH nó là cái gì? BTC là một loại tiền tệ, còn ETH là một mã hóa. Khái niệm BTC thì nó là tiền kỹ thuật số. Thế còn ETH thì nó là một hợp đồng thông minh. Người sáng lập ra BTC là Satoshi Nakamoto, còn ETH là Vitalik Buterin và Tim. Cái ngày phát hành của BTC là ngày 19 tháng 1, còn ETH là ngày 15 tháng 7. Phương pháp phát hành thì BTC để khai thác sớm. Thế còn ETH thì bán trước đã huy động được 18 triệu USD bằng Bitcoin. Vốn hóa của BTC tương đương khoảng độ 21 tỷ USD. Thế còn là ETC thì tương đương được khoảng 18 tỷ USD mỗi năm. Và đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin ấy là một Satoshi thì bằng 0.00237 con 1, 7 con 0, 1 Bitcoin. Còn một bên đồng ETH thì một quay thì bằng 0.24681012141617 con 0 con 1 ETH. Cái thời gian bảo hiểm token mới của Bitcoin thì mỗi 10 phút. ETH thì cũng mỗi 10 phút. Số lượng mã hóa thông báo mới khi phát hành ấy, thì với Bitcoin là 12.5 ở mỗi khoa, và nửa của mỗi 210.000 block. Còn ETH thì cứ mỗi 5 cái một block mới. Tính thiết thực thì Bitcoin thì được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ cũng như lưu trữ giá trị. Thế còn ETH thì được sử dụng để tạo ra ứng dụng trên chuỗi khối Ethereum. Nền tảng của Bitcoin là một nền tảng riêng. Thế còn ETH thì sử dụng nền tảng của Coin. Tính năng của Bitcoin là lưu giữ giá trị. Thế còn ETH thì lưu giữ về tiện ích. Bitcoin thì có ví riêng. Thế còn ETH thì sử dụng chung ví với Bitcoin. Đó là một số những cái tìm hiểu của tôi về công nghệ giữa ETH và BTC. Xin cả lớp góp ý và bổ sung để tôi có thể hiểu hơn giữa Bitcoin và ETH. Trân trọng cảm ơn cả lớp.